Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đa Bích Hồ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp nào. Thì nói chung là chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến của ông Mago Ishizaka với... xin lỗi các bạn, cuộc chiến của ông Motoshika Shosokabe với lại bà thiếp của mình thôi, là Konsoso. Nói chung là đúng lý ra thì trong cái trận đánh, tới khi cái trận Shikihara này nó diễn ra thì ông Motoshika đã chết rồi, và cái người tham gia trận đánh này là con trai của ông ấy nhá, người thừa kế của ông ấy đấy. Nhưng mà sao mình thấy là nói chung là đây là một cái vũ trụ khác thì có thể mình để cho ông ấy vẫn còn sống với sự kiện này. Và sau sự kiện này thì chính thức thì Motoshika Shosokabe mới rời bỏ cái quyền lực. Về cơ bản thì nhà Tokyo qua khi thắng trận cũng không loại bỏ hoàn toàn nhà Shosokabe, mà chỉ thu lại bớt lãnh địa thôi, giống như cách mà họ đã làm với lại các gia tộc khác. Cho nên là trong cái trận đánh này thì mình về cơ bản thì Tây quân, do là mình cầm Tây quân cho nên là Tây quân vẫn sẽ đạt được một số thắng lợi nhất định. Nhưng mà sau cùng thì Mitsunari Ishida vẫn đã biển bại bởi Ieyasu Tokugawa, cho nên là phe Shosokabe của mình cũng sẽ bị xem như là một phe thua cuộc. Nhưng mà thay vì là ông Morishika Shosokabe này ổng bay màu luôn thì ông ấy chỉ còn đơn giản là từ bỏ quyền lực, trao quyền lực lại cho con trai, và sau đó là cùng vợ đi ngao du sơn thủy, không màng đến sự nữa. Mà nói cách khác là hai người sẽ tổ chức đoàn hát các bạn. Nói chung là giờ sau đó thì mình chỉ đi thu phục người đẹp về dưới trướng để mà cùng nhau lập ra một cánh hát thời chiến quốc thôi, chứ chúng ta không màng chuyện thế sự nữa. Rồi đây, như là chơi ông Shosokabe này mình khá là thích, cho nên là mình toàn chơi hai trận một tập thôi, mấy vị tướng kia mình chơi một tập là mình đánh một trận thôi. Mặc dù là ông này ông đánh thì không được lắm, nhưng mà có được cái cách đánh của ông ấy khá là đẹp. Như là đánh thì không to không hay, nhưng mà được cái là đẹp lên thôi, dùng chiếc cũng được. Có bạn thì nói cái cặp này giống như là cái cặp vợ chồng của ông Motoshika Shosokabe này với lại bà Konsoso là giống cái cặp gì của Ngân 98 ấy vậy. Mình không nhớ lắm tại vì mình không quan tâm lắm đến showbiz Việt, cho nên đó là mình đọc của không cái thông tin của các bạn rồi mình biết vậy thôi chứ cũng không nhớ nữa. Thì đấy, nói chơi thì mình mới nói vui là đây có thể là phiên bản của họ thì cũng quốc chăng. Dạ thông cảm nha, tại nói chung là khi mà nói đến showbiz Việt thì hầu như là mình không biết gì luôn. Mình không quan tâm tới showbiz Việt các bạn, mà hầu như mình chẳng quan tâm đến showbiz của khu vực nào cả. Nếu mà có thì mình chỉ quan tâm đến vài một vài cái sự kiện nào đó thôi, chứ mình không quan tâm hoàn toàn đến họ. Cho nên là giờ các bạn nói về nhân vật này nhân vật kia trong giới showbiz thì mình chịu thua luôn ấy. Thông cảm nha, không phải có cái gì mình cũng biết hay là cái gì thì mình cũng quan tâm. Mặc dù các bạn lâu lâu các bạn hay thấy là tính mình hay gặt thì á, nhưng mà tại vì cái sự kiện đó nó quá nổi bật ai cũng biết thì mình lôi ra mình đùa thôi. Ở đó bạn Story Game Việt Nam bạn ấy cũng giống mình ở điểm này, mình ở đó dưới mình với bạn ấy có cái điểm tương đồng này cũng khá là vui. Mình hình như mới hôm qua mình thấy bạn ấy đăng một cái hình lên, đó là tấm hình của Leon Coscarelli trong Resident Evil 6 á. cái tấm hình đó là mình hiểu ý bạn muốn troll cái vấn đề gì rồi, thì tấm hình đó là Leon Coscarelli mới nói rằng là tôi vừa bắt tổng thống rồi. Thì ok, nói chung là chúng ta đều cầu mong cái gì tốt nhất sẽ dẫn đến cho nói chung là sẽ đến cho đổ Nam Trung ha. Nói chung là ai làm người lãnh đạo của xứ cờ hoa cũng được, miễn sao quốc thái dân an là được, đừng gây chiến tranh là được. Nói chơi chứ nói vậy là không gây chiến tranh thì có khi là bị mấy cái tay nó bán vũ khí nó cho bài màu đấy. Ta hơi gây ra thì chiến tranh nhỏ nhỏ rồi nha, hay là đừng có cố gắng cấm bán vũ khí làm gì, nó cho đi luôn đấy. Nói chung là gì chúng ta nói là vuốt mặt thì phải nể mũi. Nó bỏ tiền ra nó đưa anh lên ngồi trên ghế cao rồi thì anh đừng có chặn cái đường làm ăn của nó bực lên là anh bay đấy.
dù là anh làm vua nhưng mà anh nên nhớ là cái quyền lực của anh là nó cũng không phải là tuyệt đối, mà còn phải chia quyền lực cho những cái thế lực khác, ấy là chưa kể là còn những cái thế lực ngầm nó xung quanh anh nữa. Cho nên là anh để mặt nó một chút thì nó để cho anh yên, để cho anh sống, hoặc là anh đừng có quá đáng với nó thì nó cũng có thể là nó chấp nhận, nó bỏ qua. Còn anh mà cứ sùng sồn lên, anh thích làm theo ý mình hay là làm theo một cái chủ trương nào đó thì anh dễ đi lắm. Chuyện đó là cũng dễ hiểu thôi, thời nào cũng vậy. Thời phong kiến quyền lực của vua còn chưa chắc là tuyệt đối, thì huống chi là thời hiện đại đó các bạn. Vua nắm trong tay cả bao quyền lập pháp, tư pháp, hành pháp. Thậm chí là nếu mà xa hơn thì một nhà vua còn có thể có cả thân quyền, nếu mà theo tiêu chuẩn Trung Đông. Còn nếu mà xét theo của phương Tây giờ thì một cái nhà lãnh đạo họ cũng chỉ có quyền hành pháp thôi, chứ tư pháp với lập pháp thì bản thân họ cũng không có, và tất nhiên là họ cũng không có cả thân quyền rồi. Anh ra tào lao bay màu đấy các bạn. Rồi nhào vô, vì sao tôi xem mê nó banh nào. Ông này đánh băng cũng tuyệt vời chứ đùa đâu. Tuyệt vời. Sát thương không cao, tại vì mình mới cấp 42 các bạn, mà vũ khí của mình cũng chả kiện mấy. Đây là đánh chế độ Nightmare mà màn này là mát sao luôn, cho nên là nó đánh rất là nặng nha. Rồi một tướng gục, cũng may là mình bật nộ lên rồi mà mình đánh thấy nó còn nặng. Thật ra đây là tại đây đang là cái vùng màu hồng thôi. Ê, chú đánh vợ anh là anh chú mệt với anh nha. Mình vợ mình đang đi với mình nó còn dám đánh ha, chú to gan lớn mật nha. Có biết gia tộc anh là gia tộc chi nhục cung không? Tào lao anh cho chú hình con nhím bây giờ. Quan đổi qua bà này tí các bạn. À, ăn mất cái kia rồi hả? Rồi nếu đã vậy thì thôi cho bãi đi vòng cái đã, giải phóng cái chỗ này trước. Rồi cái đồ này phải là của mình. Rồi xong. Rồi ok, mấy chú lại đây. Anh về việc cái. Cái ông này ngồi ngựa, ổng quýnh thì không ngon. Ông lấy chứ ông đập đạp cái này không thì chết được ai trời. Đây cho bà này bà ăn cái này cái đã, tại mình không điều khiển bà này. Mình cứ lâu lâu bấm qua bà này xíu thôi. Rồi đây nhào vô. Thấy các anh em nhào vô chạm pháo nó bắn dữ quá các bạn. Nó đánh vô thẳng căn cứ mình luôn chứ đùa đâu. Này là trại chính của mình, nó có chủ tướng mình đang ở đây nè. Nhưng mà tiếc là mấy thằng này là tướng dở mà vô đánh tướng mình thì cũng không phải là dễ. Bên này hiện tại đồng đội mình nó không có tạ lắm. Chứ bạn nào mà chơi Tam Quốc Chí 6 hay đồ, bạn bấm lên chế độ Master thôi. Các bạn mà để Trương Liêu chạy vô đánh chạy chính là Tô Quyền bay liền. Có lần đó mình cầm Cam Ninh mình chạy vô mà đánh không kịp luôn. Không có mình đứng đó là tờ binh mình là cực kỳ dễ bay. Thậm chí là mới gặp địch cái hơi là nó kêu cứu liền luôn. Có tay không biết cách nào mà chơi ra được luôn. Tức không thể nào tả nổi, thành ra là mình rất thích phần 4 này. Nó vậy nè, cái độ khó của nó rất là hoàn hảo, nó rất là vừa phải, không có quá khó hay nó chỉ là nó cố tình nó bóp mình. Tại vì cái dòng Tam Quốc Chí, Chí Quốc Chí nó không có đặt nặng cái vấn đề đó là nói sao ta, nó không có đề cao cái kỹ thuật chơi lắm. Nếu mà so với mấy con game mà dạng như là cái dạng mà chúng ta gọi là cái gì, những fly á, thì nó không có đòi hỏi kỹ năng quá cao. Cho nên đó là nó làm khó chúng ta chỉ là bằng cái chỉ số thôi, mà nói chung là cái kiểu mà tăng cái chỉ số gốc của đối phương lên để mà
làm khó chúng ta. Thì thực sự là cái kiểu chơi thì nó khiến chúng ta cảm thấy là cái thử thách nó mang cái kiểu là nó làm khó mình á, ví như nó cho đối phương tăng cái chỉ số lên, cái khả năng tấn công của đối là vậy. Cái dạng như kỹ thuật đánh cái của đối phương á, cái logic của nó hầu như nó không có sự thay đổi. Thì rõ ràng là cái kiểu khó này đó, rất là dễ bị ghét. Bản thân mình cũng không ưa kiểu này, tại vì chẳng qua cái thứ gì nó thay đổi là cái thời gian mình phải đánh cái con boss đó nó lâu hơn. Cái nào phải con boss đó nó khó hơn, bởi mà mình phải suy nghĩ cách để đánh bại nó đâu. Này thì hút anh này à, đúng là vô dùng hồn nó mạnh thiệt. Cái cây này của mình lại bèo quá, đánh nó không thấm. Đánh lính mà còn dày, đánh tướng đánh sao. Rồi xong, đi vợ ơi, đi nhiệm vụ chính không phải ở đây. Lộn. Ê, đồ. Rồi đi em ơi. Em có ngựa mà nãy nhảy xuống ngựa gì. Thật ra bà này cũng không phải chỉ đánh cho lưng ngựa các bạn. Rồi từ từ. Không, một phải mất một lúc luôn nó mới đồng nó kêu cứu nữa không. Sau đi happy nè đó. Rồi tất nhiên nó còn chịu được một khoảng thời gian lâu nữa cơ, cho nên là mình có thể tạm yên tâm. Còn bên kia là nó vừa kêu cứu một cái thì mình cho chừng 30 giây sau là nó bay màu rồi. Hey, ông bạn, nóng thế. Rồi đây, nhào vô. Rồi đây. Rồi xong, tốt. Rồi xong, tha hồ mà càng. Bên mình đến trước trường nhiều nhá, mà toàn bị nó áp sát vậy không sao bắn trời. Mà không biết cái thằng này cấp tình đâu rồi, để mình cho nó bay màu cái rồi mình chiếm cái cổng rồi luôn. Cái gì đây, ôi trời. Chỗ này biến thành dùng hồng rồi các bạn. Biến hành dùng hồng chứ dọa được anh nè à. Rồi từ đổi qua bà này xíu, mình thấy vừa thấy cái thùng gạo cho bà này ăn cái. Rồi xong, an toàn clear. À ha, rồi ok. Đông quân rồi, đừng không chạy. Cái gì đây? Hạt nó hành dùng đỏ rồi. Chà, bá đạo dữ. Ê, bình tĩnh mà. Có mỗi thằng phong không đánh yếu quá. Đây bật cái nộ lên. Đây nè, thuộc tính đầy đủ rồi, hay. Không duy trì được lâu mà cũng được. Cái chiêu của Takeda Shingen nó giỡn cái là nó không duy trì được lâu các bạn. Rồi đây lên cấp 2. Chú chạy đi đâu. Rồi lấy được ngựa cũng được, mặc dù mình không mong con ngựa. Tướng của chú ghê đấy, nhưng mà anh đây cũng không thường nha. Dân chơi nhạc rock và chiến quốc thì đâu có vừa. Ai chà, cái cặp đôi này thì bá đạo rồi. Vô ta vô hay, hế vô ta lại vô hay. Ước mơ lớn của người thành phố là cứ mỗi tháng nghệ lục một lần. Rồi đây, còn một tướng nữa. Đâu rồi? Còn 4 tướng nữa, nó trốn ở đâu?
căn cứ chính mà default kết thành ra bên mình đang phải chạy rồi. À, đồng nó đang bảo kê cho đồng đội chạy các bạn ơi. Rồi ok, yên tâm, có tôi ở đây, anh em chạy đi để tôi. Ở đây nó ra thêm hai tướng nữa nè, không biết ngay mà. Rồi mấy chú ra đây lẹ cho anh chị việc cái. Vô ta. Trời ơi, nó sâu thiên tướng rồi nha. Ăn được cái này cũng mừng đấy. Đứng ở vùng hồng mà đánh được mức này là ngon rồi. Cái này dùng đỏ luôn, chẳng phải dùng hồng nữa. Rồi mấy chú muốn chơi, anh đây cũng không ngại, nhào vô. Rồi đợt tôi tấn luôn, tấn luôn. Cái này từ từ hết cái nộ đã, đấy là hết cái thuộc tính đã. Quýnh nó không thấm lắm, thành ra là nó là mình hơi đuối. Ấy da. Rồi thích chơi chơi, dân chơi nhạc rock và chiến quốc nhãn ai. Nếu là thành phong không thì nó không đủ, tại vì sát thương của mình nó không cao. Rồi đây, một mình anh chấp hết. Cái băng này hình như là thuộc tính mặc định của ông này á các bạn. Cái cây mình là chỉ có phong thôi. Rồi đây. Wow trời, em chết. Rồi hãy xem đây. Cảm thấy như thế nào? Đây mình đang bảo vệ cho tướng bên mình rút lui các bạn. Rồi, sao thùng gạo nghe anh kia. Gạo về, gạo về. Vô ta. Thế là sao mình không cần cái chung su đâu, nguy hiểm lắm. À được hả? Vô đây quýnh luôn tướng nó, sợ gì. À ta đã Takasu Honda nè, hay. Ê xuống ngựa nói chuyện với ông bạn ơi, đừng có chạy lung tung như thế. Rồi nổ đúng rồi, hay. Ta đã Takasu Honda à. Rồi ok, nhà Honda thì cũng lợi hại đấy. Nhưng mà đụng phải nhà Chosokabe thì cũng phải dần dừa nghe đồ anh chiến thủ đúng không. Rồi anh chiến thủ đụng em là cái thằng chiên chơi tầm xa là anh cũng mệt rồi. Mình gáy hơi to các bạn. Quay trai 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 em gáy, em lỡ miệng gáy tí thôi mà. Lỡ gáy mấy câu ông ấy cho mình biết thế nào lễ độ liền tay. Ông này ổng hết choáng rất là nhanh nha các bạn coi chừng. Ông này muốn vật ổng khó lắm. Chơi luôn. Không cần gì không mất máu các bạn. Phải làm sao mà vật được ổng mới thành công chứ còn giờ đánh như này là chịu rồi. Hay. Đây. Từ từ để xuống bỏ kê đồng đội. Cái đó nhiệm vụ chính này chẳng qua thấy địch đứng đứng ở đây mình vào vô mình chơi thôi. Ê ê ê, đứng lại đứng lại đứng lại. Đây, tôi ở đây cơ mà. À gạo gạo gạo. Ê ê. Đây nhào vô. Thôi các anh em nhào vô. Rồi đang có nổ thì mình đánh như chỗ không người, khỏi lo. Ê ê ê, quay. Ủa bà vợ đâu rồi? À đây. À, cho bài cái KS cũng được. À, bình tĩnh.
tướng mạnh quá vậy. Ủa, ông này chạy đâu rồi? Cái gì vậy chứ, tôi quên mất cho ông này ông đi chung với bà kia. Ồ, tướng địch nó còn nhiều quá, màn này đúng là màn khó của Tây quân các bạn. Ôi trời, nó còn hồi máu lại nữa hả? Ủa anh bắt đầu vậy, ai chơi lại? Khó nhìn quá cái cách đánh của cái ông này. Đúng rồi, ba tướng nhào vô đánh nó, đánh không cho nó thở thì quả mai ăn. Đây, chơi luôn đi. Bà này để bảo bật skill lên đã. Lại chạy. Lại, được. Thiên của bà kia chưa hồi xong. Đây, vợ chồng mình cùng chơi, đúng rồi. Trụ ngu su luôn. Để đánh không có trúng. Bạn không biết nó ở đâu đi mà đợn. Thà giúp vô tình dính. Quả này ăn hên. Nó quật lại mình cái đau phết mà hên quá mình KS được pha cuối cùng. Đánh lui được cả hai tướng của nhà tôi cứ qua thì đâu có vừa. Rồi bốn cái này nó không cho thì thôi chịu. 46 giờ mới 46 thôi, nào cũng trả được nhiêu. Cây này ngon. Cây này tạm được. Ồ, cây này cũng ngon mà không bằng cái kia, là cái kia của mình mới lấy từ màn trước nó có may mắn. Rồi, ok. Ok. Rồi thế là xong. 6 11 17 3, ok, cũng ngon. Rồi xong, nói chung là như mình đã nói ha. Sau trận này thì ông này ổng không màng thế sự nữa mà giờ cùng vợ đi tổ chức gánh hát thôi. Nên để coi là chiến dịch của bà này thì nó anh chỉ là bảo vệ đảo bữa trời rồi, giờ tới lượt cái này mới đúng. Ví dụ mà đi thu phục người tài về dưới trướng thì nó phải là cái chiến dịch này cơ. Để coi nào. Trận này ra chắc không được đồ tốt rồi. Cái này thì mà cái này chơi ván này coi như là kết thúc luôn. Ờ cũng được. Tại vì cái mà cái chiến dịch này thì mình chơi toàn 2 tập không, coi như mà này mà thứ 6 rồi. Ok. Cùng vợ đi giải cứu cho cô hộp trò nhỏ luôn rồi, chúng ta cùng nhau tổ chức gánh hát nào. Hảo là tiền càng lúc càng giảm, bán có một con ngựa được 1000 luôn, công nhận là cũng chất phết chứ đùa đó. Rồi để coi nào, nâng cái đường nào giờ ta. Lấy được ngựa tốt hả? Cũng được. Ai chà, muốn nâng vô đây mà không được thôi. Rồi thôi kệ, nâng được cái nào thì mình mừng cái đó. Thêm được chút yểm thủ cũng được, tại ông này ông thủ yếu quá. Rồi bây giờ ráng kiếm cho đần xịn cho ổng nào. Đây có cái đần này rồi thì hơi bị VIP pro. Chấp nhận bỏ cái đần kia luôn, tại vì tới đây nó chịu hết. Ô quên, lộn cây đần rồi. Cây này mới đúng, xin lỗi các bạn. Ném tí nữa là nâng tầm 7 rồi. Cây này không ngon bằng cây, tại thấy tử với phong mừng quá. Quên cái này mới đúng. Ném tí nữa là nâng ra cái đợt 20 ra đánh lại ai rồi. Chơi luôn, 31 rồi nó thêm cái rai không cần thiết đó. Ông này thì không có chơi cái đường đó đâu. Nhưng mà hơn kệ, nó cộng vô cái đường vàng cho mình cũng được các bạn. Nó cộng vô cái đường đó thì mình tăng cái đường màu vàng mình lên xíu. Rồi ok, cây này tính gốc là hệ hỏa nha. Nhưng mà nó có lôi có băng luôn. Rồi có hỏa độ mà có lôi độ hay băng độ vô nữa là đã rồi. Cộng máu, cộng công, cộng năng lượng.
năng lượng thì thôi không cần cộng, thì tối đa cũng được có 3 cục thôi. May mắn thì được 65 thì thôi cũng tạm được. Cái ngựa cưỡi ngựa thì 39 rồi thôi, ok ông này cưỡi ngựa 39 là được rồi, nhìn đẻo lả thế mà. Rồi đây vô nhìn chỉ số nó đỡ hơn xíu rồi đó, nhưng mà vẫn còn khá là yếu. Chung là các skill nó không có thay đổi gì nhiều mình à, mà giờ không phải dùng chiêu của ông này nữa rồi, có thể đổi qua một cái chiêu khác để mà nó hữu dụng hơn. Để coi nào, thường thì mình sẽ lấy chiêu đúng rồi, chiêu ảnh phân thân, đúng rồi, tại bữa giờ mình không phải lấy chiêu này là không có ảnh phân thân cho nên nó là hơi yếu. Giờ có phân thân chi thuật rồi thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn các bạn. Rồi ok, chúng ta vượt qua thử thách cuối cùng để mở gánh hát là chiến quốc nào. Cây này của mình giờ 3 thuộc tính rồi, nó ra tùm lum tính luôn, tha hồ chơi. Rồi có cái dòng của Nobunaga ở đây, không sợ mấy thằng tập thiên. Rồi đây chỉ là cái thằng cầm cờ thôi mà, gõ ma được ai. À, cầm được cái cây mạnh lên nó khác biệt hẳn luôn. Cây kia cũng mạnh nhưng mà tại nó mỏi thành phong, chứ là mấy cái búp của nó lại là mấy cái dòng của nó lại không xịn lắm. Chẳng qua nó có may mắn cho nên mình phải dùng thôi. Còn bây giờ thì được giải phóng rồi nó khác. Rồi với lại giờ mình cấp chỉ số mình nó ngon rồi. Đây cho chú biết thế nào là nhạc rock thời chiến quốc nha. Nhớ mấy phiên bản trước chơi chỉ có nhân đôi lượng phòng thủ lên thôi, từ qua bản này mới có cái vụ biết là miễn sát thương hoàn toàn luôn. Rồi bà này giờ xuống ngựa. Cái này bắt buộc phải chơi rồi, nó từ khi nào mà tới lúc hai người gặp lại nhau mới tập trung chơi kia được. Rồi đây vô sao xe mê đó banh nào. Rồi xong, bà này bá đạo rồi, bà cầm cái cây của bà mát luôn rồi. Mấy thằng này tuổi tôm. Rồi cũng bà Gracia trong bản này thì toàn gọi bà này là cô giáo không mà. Rồi đây chơi luôn cho nó lẹ. Rồi hãy xem đây, nụ hôn gió bóng tối. Đỡ thì chiêu của bà cảm thấy như thế nào? Như là tại nó quýnh mấy cái màn mà mắt sau như vậy nè, nó đồ nó ra mới xịn các bạn. Cái bản này thì nó chỉ có chế độ Nightmare là lên cao, nói chung là khó thì nó cũng nó khó lắm. Mà Nightmare thì nó lại hơi quá khó cho nên là nó hơi dở. Ví dụ như nó có 5 chế độ giống như thằng Tam Quốc thì nó hay hơn. Thức thứ tư của bà này nó quýnh hơi chậm nhưng mà được cái là nó đánh rất là rộng, cái tầm đánh của nó khá là rộng. Rồi thích thì kêu, nhào vô. Cho coi lại cây của bà này chút các bạn. Nè, à vừa phong vừa lôi hả, nào nó đỡ mà nó vẫn dính. Vừa phong vừa lôi thì cũng hay. Chạc ghê quá ha. Rồi chạc ghê thì chạc ghê. Võ công của mấy chú rồi xét ra cũng tầm thừa. Đây à, không có thằng cấp tình ở đây các bạn. Tính vô đập thằng cấp tình cho nên mà cho nó không ra quân nữa, ai ngờ không có. Nó cố tình nó chặn mấy thằng này là vậy đó các bạn, để cho nó ví dụ như mình cái cổng đó mình không có chiếm được. Rồi đây ok, từ từ lên ngựa rồi tới lượt. Ê ép người quá đáng nha mấy ông. Ê quê rồi, biết cái này là nhiệm vụ nhưng mà giờ bị nó ép tới mức này thì không thể nó nhịn được. Chưa kể đang vụ ra được dùng trắng rồi chạy gì phải sợ. Vô chỉ là mấy thằng tướng bèo mà không cần làm nhiệm vụ nó chơi luôn đi.
Vũ Vũ làm cái gì? Fail kệ fail chứ. Rồi đây. Hay à. Rồi không sao, có cái này mà, sợ gì. Rồi, sợ gì trời long đất lở càng khôn quỷ diệt. Đây. Từ cho cái thằng cầm cờ nó đi bắn muối cái đã. Đùa với anh, thằng tưởng anh không dám chơi à. Đã nói anh là dân chơi nhạc rock và chiến quốc mà mấy chú rồi cứ đùa với anh. Mặc dù là chơi nhạc rock nhưng mà cầm cái đàn cổ rồi vậy mới nó mới biết rồi chứ. Cầm đàn cổ mà chơi đàn mà đàn tân mới ghê. Như là cầm đàn cổ mà chơi tân nhạc ấy. Mày tuổi tôm. Bài đặt xong vô. Này thì nhầm đường xong vô hả chú em. Ồ, cấp mày lên lẹ chứ đúng là mấy cái màn Nightmare này đánh lính nó cũng ok. Đánh lính mà ok được cái này là ngon rồi. Ok con dê ngay. Rồi giờ tới lượt bà này. 200 lính với bà này thì cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Tướng hai bơ mà kêu nó đi quét lính thì trời ơi rồi ơi. Rồi gọi mấy thằng tướng ra đây coi trời chị đánh nó bớt nhạt thôi. Chú không có tướng, mấy thằng lính này không có tướng ra dọ ma ai. Dọa ma ai, dọa ma ai. Hay da. Cũng may là đánh đòn đi choáng thôi mà đã đi đã thăng rồi. Huống hồ. Hay da, cái chiêu căng lụa của bà này nó rất là hay, là tại nó chậm lại một nhịp á, đôi khi nó đối phương nó bỏ cái thủ cái đỡ của nó ra. Như là bài đánh khá là hay chứ bị cái là bài đánh mạnh thì nó cứ văng văng đối phương ra, nó đánh tướng hơi khó. Cái bà này đánh lính là khỏi chê luôn. Tại thường thì lính chúng đòn bà này là băng là bay liền à. Ví dụ cái đòn số 4 của bà ấy thì hay chà, cái này nó không được rộng cho lắm, không sao. Cái đó là đòn số 1 nha các bạn. Rồi đây. Đó nè, nó không chết thì cũng bị choáng. Mà thường là tới giai đoạn này là khỏi cần choáng đi vật. Đồng vật của bà này nó là hơi bị đỉnh luôn, nó đánh bằng cái dải lụa các bạn. Rồi nhào vô, mấy thằng lính cắt ké này. Bà này chưa gì bà muốn lên ngàn lính rồi bạn không. So với ông chồng bà ấy quá đỉnh luôn. À, thằng này là thằng con đây này. Morichika đây này. À rồi ok. À chắc ông con muốn cả ông bố đi từ bỏ quyền lực để mà đi theo đuổi giấc mơ các bạn. Nhưng mà rất tiếc là còn non và xanh quá. Mới lên nắm quyền được có 1 năm mình làm sao bật được bố. Rồi đây. Trời còn nữa hả? Tướng đông thế. Rồi đã thế. Chị cho chú show diễn đặc biệt ha. Rồi, rồi nói nhiều. Vô. Ra thêm mấy tướng nữa thì cũng vậy thôi. Tiền thì không có nhiều nhưng mà vừa đã đủ sức đủ dùng là được rồi. Rồi đây vô nhờ chị sao tôi say mê đá banh. Rồi bay đá xong phi múa lụa cực dẻo. Rồi đây vô tình thằng này được thưởng thức đồng vật các bạn.
tại mình đứng đủ gần á, cái chiêu của bà này thường nó hất đối phương ra xa, đã cái động vật này đôi khi hơi khó đi xỉn. Cái này nó có choáng á, nên đôi khi là nó bị choáng thì mình sẽ đánh hất nó lên. Dù đó là đòn hai bên. Ba bốn. À mình lưu một cái chứ. À xin lỗi các bạn nha, cho mình chỉnh cái dây lại tí, nó cái dây mình hơi gặp vấn đề. Rồi xong. Ok xin lỗi các bạn nha. Rồi chuẩn bị tiếp tục bay lá thông phi nào. Yahoo. Rồi đến vô cực và xa hơn. Rồi vô. Rồi đây. Ông này thì mình cho ông đi kiếm đồ tí. Biết đâu chạy bậy bậy hồi nó ra được cái thùng sao. Tại cái thùng thì nhiều lúc cái map không phải map nào mình nhớ đâu. Nhiều khi chạy bậy nhớ đụng nó thôi. Đây chắc không có thùng rồi. Đúng là có thùng gạo nhưng mình đã không cần thùng gạo. Đây không có thùng gạo, biết đâu đằng kia có thì sao ta. Từ cho ổng chạy vòng mấy vòng chơi đã. Nhiều khi quay vòng vòng lại thấy đấy. Chỗ này thì giờ ổng không còn phải bật mấy cái này, bật công với bật cái này lên thôi. Nhưng mà giờ không cần tăng thủ, tăng công lên thôi các bạn. Ở đây là cũng không có đúng không? Hơi bèo. Máu này thật ra cũng chỉ là máu không nuôi thôi các bạn, nó chỉnh sửa lại một tí. Đây cũng không có gì. Cho ông này đi càng lính một tí. Trời ơi sao mà cái map này nó bèo quá vậy. Cho xin cái thùng cái coi. Rồi cái gì đây, Kenji Maeda. À nhà Maeda. Rồi nhà Maeda thì cũng bá đạo đấy. Nhưng mà gặp phải bà cái bà Kotifo này thì chịu rồi. Rồi nhanh lên mở cửa ra. Mở cửa ra cho chị gặp chồng chị cái coi. Rồi ok cho hai, đảm bảo hai vợ chồng đi với nhau rồi. Rồi mấy chú tránh ra nhanh, đừng để chị cáu. Cây của bà này cây 50 rồi, bà đánh mấy cái màn này vẫn ok như thường. Đúng là tướng hai bờ các bạn, nó quét lính như đúng rồi luôn. Đây thích thì chèo. Rồi đây hai người hỗ trợ lẫn nhau vô. Đây bật được chiêu, không được chiêu này chiêu khác. Rồi hai đứa mình cùng tả xung ngũ đột luôn, cứ như là triệu tử giữa vòng đương gian ấy vậy. Cứ như là triệu tử long ấy, triệu vân ấy. Rồi đây vô. À ha hay lắm. Vô được thế trọng đàn và múa rồi. Rồi vô. Chấp hết. Đâu mà giờ đã được tới mức này rồi, cứ thao mà đánh thôi. Thằng Duy cứ thoải mái là nói rằng tao là thằng Lâm xe ôm. Ê lỗi, tao là thằng Lâm Quảng Thư, đàn em của ông Linh xe ôm. Mình tao chấp hết. Vô.
từ, giờ để anh. Đây, cho nó biết cái nè. À, rồi, ok, nó tự bị lệch xíu. Sao? À, cho thử thử nước cái đơn trước. À, thôi, chưa kịp nước cái cặp đôi là đi rồi. Mình kệ nó. Cũng đàn của mình quá kinh khủng nhưng mà ai chịu cho thấu. Nó vừa băng vừa lửa luôn, mới ghê cái đùa đó. Đây, bật cái này lên đánh tiếp. Tướng địch vũ đông thì dễ tay, cũng là hạng tầm thường. Nhậu đa, à một trong những người thừa kế của nhậu đa nè. Nobu Taka Oda đây. Đây, ok. Toàn người nhà Oda cả. Rồi, nhà Oda thì Oda lúc này còn võ ma được ai. Ấy à, võ công lợi hại. Chọt đau thế nhỉ. Rồi vô. Thà nó nổ luôn, đừng ra mấy cục này các bạn. Nhiều lúc phải đợi nó lấn vô, nó lấn vô không đúng chỗ mà mình lại đi nữa. Thà là nó tạo sóng xung kích, nó đánh ra luôn. Cái bộ skill của ông này vẫn còn phải chỉnh lại chứ. Ai chà, vô tình nó dính quả đó. Thứ nhất thường khó dính. Rồi tiếp tục nào. Gì đồng đội ta lấn lên cao thế. Rồi vô luôn. Vô ta vô hay. Vô ta là vô hay. Bấm đại luôn chứ bị kẹp vô góc rồi các bạn. Dính thì kêu tùm lum, té tùm lum không. Đúng rồi, chị Bam kêu cái này thích thiệt. Đây đàn mà văng nước tùm lum luôn, ghê chứ. Ây da, cao thủ quay phong hả. Ê, bình tĩnh. Bình tĩnh ông Otani ơi. Rồi đây, có gì từ từ nói. Vô đây anh em mình nói chuyện xíu. Nói chuyện xíu mà đừng căng thẳng. Rồi vô. Ồ, cơm nắm hay quá. Đây, để tôi mà. Cái dây nó bị vướng hoài ta. Đợi các bạn đợi mình xíu nha. Rồi xong, ok, ra làm việc với ông kia lại nè. Phải dùng là dùng đỏ luôn các bạn, không phải dùng hồng nữa. Ê, bắt nạt Ina là không được nha. Rồi đây, chơi luôn. Ê, vũ khí để ông kia.
rồi xong rồi, đi thôi vợ ơi. À, cửa mở rồi không cần phải đi đường vòng nữa hả? Rồi vậy cũng tốt. Đây bật lên mà chơi. Rồi còn để dành mỗi cái này thôi. Ông này lấn lên là còn hơi yếu đấy, tại không có tử. Có tử nãy giờ ngon, hai vợ chồng này không ai có tử hết. Mitsunari Ishida chắc là ở bên này cũng muốn cản mình lại, không cho mình đi làm ca sĩ nè, không cho đi làm nghệ sĩ không. Rồi ông chịu, ông lấy quyền thì ông cản tôi thua rồi thì thôi ông ơi, để cho người ta đi theo đuổi ước mơ của người ta đi. Tây quân kết thúc rồi. Rồi đây nhào vô. Trời ơi, mang được cực năng lượng nữa hả? Rồi thôi cũng được. Hư gia, ấy da. Gặt gặt à. Chọt ai? Không chọt ai mà được. Ê trời 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 trời. Thôi 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 thôi. Thằng kia khỏi chơi. Wow trời. Rồi chơi. Chồng đàn vợ múa. Chuyện kêu của mình thì ai mà đỡ cho được. Combo nó nhảy là như đúng rồi luôn. Thì lúc đánh phải để ý coi đối với cái đồng đội mình nó có bị cái gì không, tại vô vùng đỏ nguy hiểm lắm. Nhiều khi đang là bật nộ đánh rồi tự nhiên thấy ủa sao nó bắn không sát thương nữa, là biết là đồng đội mình nó ngủm rồi đó. Thành ra thôi cái thằng kia nó trả ra được đồ tốt thôi, cũng chả tiếc làm cái gì. Rồi ok, bỏ qua cái này thôi, chả sao. Hai cái này thôi cũng khỏi. 50 rồi, ok, sau cùng cũng mát chỉ số rồi các bạn. Để coi nào, lại ra được cây ngon hơn à. Hay thế nha. Rồi bà này lấy được cái thì thôi cũng được. 12, 11, 12, 8, 4 rồi, ok, cũng ngon. Nhưng là không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít các bạn. Rồi ok đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, bye bye.